cuối tháng 5, cùng bầu trời bắt đầu đầy nắng ấm, những ngày dài hơn đêm và những trái cherry đỏ mọng thấp thoáng trong các khu chợ báo hiệu cho một mùa cherry đang rộ. Điều đó cũng đồng nghĩa với hoạt động cherry picking, hái cherry đặc trưng của vùng California đang vào mùa. Thưa quý vị, chào mừng các khán giả đang đến với một chuyến đi nữa của chương trình On The Move của Đài Sài Gòn TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Vân đang có mặt tại Leona Valley, nằm ở rất là gần thành phố Palmdale, khu vực Lancaster. Để mà quý vị đã quen thuộc với Poppy Field Festival thì trong đây là cái cùng một cái khu vực đó. Và quý vị cũng có thể thấy được là một cái hàng dài rất là nhiều người đang xếp hàng đi vào cũng như là đi ra. Và đây chúng ta đang có mặt tại Villa de Sol, một cái khu vực cho cherry picking. Khu vực Leona Valley mỗi một năm thu hút hàng trăm ngàn người đến đây, chỉ từ trong cái tháng 6 hoặc là tháng 7 là cái mùa rộ nhất của cherry picking. Mọi người đến đây đem cả gia đình đến hái cherry, ăn cherry, mua cherry về nhà, mua mật ong và có một ngày thật là tuyệt vời với gia đình ở ngoài trời. Và bây giờ Thủy Vân xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đi cherry picking nhé. So only pick what you're gonna buy. We don't resell them and we don't want to waste the cherries. So you'll pick the cherries in the orchard, you'll weigh them right here, pay for them there and then enjoy them. We also have honey that is produced by the bees that work in the orchard throughout the year. So very good honey, you'll enjoy that as well. Today we're headed up to the top of the orchard. You're gonna take a left all the way to the end of the orchard. That's where you'll find the best fruit. It is mandatory that you have fun, so grab a red fun bucket. You guys are good to go. Thank you for joining us. Leona Valley nằm gần thành phố Lancaster, gần đường cao tốc 14 về phía bắc. Nếu đi từ quận Cam, lấy theo đường cao tốc số 5, rồi số 14, lấy ngã rẽ Elizabeth Lake, gia đình ta đã đến nơi rồi đó. Tầm tháng 6, khu nông thôn Leona Valley thật bận rộn với từng đoàn người kéo đến, háo hức với hoạt động ngoài trời thú vị này. Trẻ em, con nít thì hào hứng chơi trốn tìm trong những lùm cây cherry nặng trĩu, tiện thể hái vài trái, cho vào miệng, nhóp nhép thật ngon lành. Mà đâu phải chỉ có trẻ con, vị ngọt của cherries cũng khiến cho người lớn mê mẩn. Nơi ta đến thăm là một vườn cây ăn quả, do vậy đất của khu vực này có khá nhiều thân và vỏ cây nhỏ như một dạng phân xanh bón cho đất. Do vậy khi gia đình ta đến đây hái cherry, nhớ mang giày hay dép che mũi chân lại nhé. Trời Cali vào hạ bắt đầu nóng, đặc biệt khi khu vực Leona Valley nổi tiếng là khí hậu khô và nóng, nhất là vào buổi trưa hay đúng ngọ. Gia đình ta nhớ mang theo sunblock để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, cả cho người lớn và nhất là cho các bé, không bị cháy bỏng da khi quá mải mê, ham chơi trong vườn trái cây. Những gia đình có con nhỏ còn ẩm ngửa, không nên đem theo xe đẩy vào vườn cây vì đất đai khu này đầy bụi, sẽ tội cho các bé lắm. Tuyệt nhất là khi những bà mẹ đem theo những cái điệu con và giữ các bé sát vào người mình. Như thế, các bà mẹ không cần rời mắt khỏi con và các bé cũng được mẹ che chở khi tò mò tìm hiểu một môi trường mới quanh mình. Do là vườn trái cây, cơ sở hạn hẹp và sẽ có rất đông người đến chơi. Bởi vậy, trước khi ghé vào, gia đình ta đặc biệt là khi đi cùng với những em nhỏ, nên ghé vào những khu thương mại, tiệm fast food hay chợ nằm ít dặm trước khi đến Villa de Sol, cùng trên đường Elizabeth Lake Road để giải quyết những nhu cầu cá nhân của mình nếu có. Với sự chuẩn bị kỹ càng như vậy, cả gia đình ta đã sẵn sàng cho một hoạt động ngoài trời hứa hẹn sẽ thật thú vị. Chị thưa quý vị, Thủy Vân đang đứng bên cạnh ông Gary Case. Ông là người chủ của cái vườn cherry rất là lớn này. Có thể nói đây là cái vườn cherry lớn nhất của vùng Nam California, cũng như nếu không muốn nói là cả vùng California. Thì hôm nay Thủy Vân được hân hạnh đứng bên cạnh ông. Hi Gary, how are you today? Hi, very good, thank you. Well, today we are here, the first day of the season, picking season of 2014, right? Yes, this is our opening day. We started about an hour ago. And I was very surprised when I pulled into the parking lot. Like, almost there's no parking spaces. I was a little bit scared. People come here very early in the morning.
A lot of them come first thing in the morning. They're waiting at the gate. We actually had people here at 6:30 waiting to come in, wanting to be first. Okay, so I have to try your cherries then, because that means that your cherries is very sweet and very well known here in the area. We hope so. We hope so. We try real hard. Yeah. So a little bit about, can you tell, share with the audience? Ông có thể chia sẻ với khán giả của Sài Gòn TV về câu chuyện cherry của ông không? Ông đã bắt đầu Villa de Soul như thế nào? Chúng tôi bắt đầu ở đây 15 năm trước, chỉ đơn thuần là tìm một nơi tốt hơn để sinh sống, và tình cờ những người trong vùng cũng như một số người bạn của chúng tôi có trồng cherry, và chúng tôi quyết định cũng sẽ làm theo họ. Thế là chúng tôi mua miếng đất này và bắt đầu trồng cây từ khi chúng chỉ mới cao chừng này thôi, chỉ khoảng chừng 3 feet. So it's 15 years ago, you just coming here to look for a better place to live, and now it's a better place to not to live but to do business, right? To work, yes. Yes. So, talking about how to care for cherry and how to care for cherry. Vậy thì quá trình chăm sóc cây cherry bao gồm những gì? Vì tôi biết ông chăm sóc cây cherry cho cả nguyên năm, chỉ để mở cửa vườn cây ăn trái trong vòng 1 tháng. Chứ vậy thì 11 tháng còn lại thì sao? 11 tháng còn lại thì chúng tôi trông nom việc tưới tiêu, coi chừng cáo, sóc hay thỏ, vì chúng sẽ làm chết cây khi gặm vòng vòng vỏ cây. Chúng tôi phải chăm sóc đất, tỉa cây. Và mùa đông thì chúng tôi có 2 tháng chỉ dành cho việc tỉa cây. Phần lớn công việc đó do chính bàn tay tôi làm. Thí dụ như tôi phải đi bộ chừng 10 dặm để coi sóc một đường tưới tiêu dài 20 dặm. Và chăm sóc hàng ngày vườn trái cây là một công việc chiếm hết cả ngày, mà không phải là ngày nào cũng như nhau đâu nhé. When I look at theo như trên trang mạng của ông thì tại đây có khoảng 3,600 cây cherry, có đúng không? 600 trees. Yes, ma'am. Chính xác. Thực ra thì chúng tôi trồng 4,000 cây, nhưng sau đó chúng tôi lấy ra bước 400 cây để dừa chỗ làm bãi đậu xe. Took out some for different roads and things that were in the way, and we ended up with about 3,600. Và để cho cô có khái niệm rõ hơn về thời gian chăm sóc cây thì như thế này nhé. Nếu như tôi dành mỗi cây cho 1 phút, làm việc 10 tiếng một ngày không nghỉ và bắt đầu làm từ sáng thứ hai, thì sẽ mãi đến tối thứ bảy tôi mới đến được cây cuối cùng. Oh, như vậy là còn hơn cái công việc full time rồi còn gì? Yes, it is. À mà Gary này, khi đến đây tôi để ý rằng đất ở đây rất khô. Như vậy ông có phải bỏ công cải tạo đất nhiều không? Recondition the land before you plant the cherry? Ồ, có chứ. Đầu tiên hết, tôi phải mời một nhà khoa học đến để tìm hiểu đất nơi đây cần gì và ông ấy góp ý kiến cải tạo đất như thế nào. Sau đó, tôi thuê một công ty đến, dùng máy đập tơi và nát đất ra, đào xới đất lên với độ sâu chừng 5 feet. Sau đó, nhà khoa học gia ấy bỏ vào những hóa chất cần thiết cho đất trồng trọt. Một trong những điều đó là hydrogen. Rồi chúng tôi trộn đều đất và hỗn hợp chất đó lại. Sau đó, tôi bắt đầu làm hệ thống nước cho cả vườn cây. That's a lot of work, a lot of invest, a lot of your time. So that's actually become, I believe, your passion of life right now, right? Well, right now, that's true. So, can you walk us through, like, when people from out of town come here to go cherry picking? So, how do they start? So, what is the process? Well, they start with Matt over here, my brother-in-law. He'll describe where you're going to go, how to pick, perhaps answer a few questions if you got them, give you a few warnings, and then from there we walk into the orchard, and I've got other employees up in the orchard. Actually, most of them are relatives, brothers and sisters-in-law and family business. And they're up there right now actually directing people, showing them where to pick and what to pick, how to pick. But the place to start is with Matt. So how many different kind of cherries do you have? We've got 5 different varieties. Today we're picking 2. Okay. We're picking the Brooks cherry and the Tulare cherry. They're both a dark cherry. We'll have yellow cherries in about a week, week and a half. We'll have Bing cherries about the same time frame. Yes, yes. So, besides having a month of a cherry focus on cherry picking, I noticed that you said all the cherry in your on your properties are solely for cherry picking, right? Not for sale for any other. No other way we sell them. Yeah, just strictly you pick. Yeah. And Gary, one short question for you. I noticed that one of the Gary này khi đến đây, tôi để ý là trên các bảng chỉ dẫn cách hái cherry là chỉ hái trái chứ không ngắt luôn phần cuốn. Tại sao vậy? Yes. Lý do là vì cuốn cherry dính liền với phần quyết định cho mùa cherry sang năm và rất khó để hướng dẫn mọi người đến đây hái cherry dính cuốn cho đúng cách.
without damaging the future fruit. If that breaks off, it never grows back and we never get fruit there again. So everybody seems to understand taking strictly the cherry off. If the stem is still attached, we know that the fruit spur was not damaged. You know, the little kids make a mistake and we try and look the other way. But if everybody tries, then next year we have a good crop like we do this year. Any last word you want to share with the audience of Saigon TV? And I believe that some of them are here right now because I can hear Vietnamese all around me when I just walk. Yes, I had a large family just a few minutes ago that were checking in. Yes, I told them you were coming, but... Any last word you want to share? No, that's about all I can think of. That's about it. Thank you so much for your time, Gary. And I know that you're going to have a very busy day ahead for the and it's going to be very busy for next month for you. And thank you for having us here. Oh, you're very welcome. Thanks for coming. Thank you. Từng đoàn người tiến vào vườn cherry, trẻ con háo hức gọi nhau ý ới vì một ngày vui chỉ vừa bắt đầu. Người lớn mỉm cười khi thấy những cây cherry sai oằng và những trái cherry lấp lánh như những chiếc đèn lồng đỏ bé xíu treo khắp nơi. Dù gì thì gia đình ta cũng phải cẩn thận nhé, vì đây cũng như là một nông trại, một vườn trái cây thông thường với tất cả những động vật sinh sống bên trong nó, và trong đó có cả rắn nữa. Bởi vậy khi thấy rắn ở đâu đó, ta nên lập tức tránh xa và báo cho nhân viên tại đây ngay lập tức. Kính thưa quý vị, và Thủy Vân đang ngồi bên cạnh một cậu bé rất là dễ thương. Cậu bé bị tai nạn ở chân nhưng mà vẫn ngồi đây và giúp help out ở cái orchard này. Hi Austin, how are you today? I'm very good. Okay, I see that you have crutches and everything, but you're still out here and working. Of course. I mean, it's fun. So, what is your relationship with Gary again? I'm his grandson. Okay, so how long have you been helping out at the orchard? 3 years. 3 years? 3 years. Okay, and what are your experience so far? So far, I've been up and around. I've been down at the front bagging cherries, but now, because of this injury, I'm up here. And I've heard that you love meeting new people, and go ahead, work. Yeah, I mean, it's always fun to meet new people who are excited about picking cherries. So tell me the truth. So how much cherry have you been eating, like, since the beginning of cherry? A lot. I mean, I can't count them all. So during the year when the cherry season is not starting yet, so what do? Do you help out with your grandparent or? Of course. I'm usually up here helping on water lines so the trees keep watered. Usually helping out keeping birds away so they don't keep eating cherries, but mostly I'm running around catching lizards. Very nice. So it's actually a very good experience to be here and working in the orchard, so you know what agriculture is about, right? So when you're helping out with your grandparents, so have you ever thought of that is exactly what you're gonna do in the future, or what kind of dream do you have? I mean, I would love to run this place, but it's not a true lifestyle because it's only once a year. So you gotta always have other plans. Right. I mean, this sounds like a super job. So okay, so you sounds like a very like a grown up already. How old are you again? 12. Very nice. Okay, so I'll let you get back to your work and have a wonderful summer. All right, you too. Thank you. Khi đi sâu vào trong vườn, ta như ở một thế giới khác, một thế giới xanh mướt lá cherry, những tàn cây đan vào nhau che mát và những trái cherry mọng đỏ ở sát gần bên như mời gọi. Ta quên mất mình đang đứng trên mảnh đất bán sa mạc mà mê mải thả hồn trong phút chốc về với thiên nhiên. Nếu thích, ta có thể đến đây vào một buổi thật sớm và là một trong những người đầu tiên vào thăm vườn, chọn cho mình một góc vườn xa, vắng người và chao ôi một mình ta. Một cõi bình yên. Trẻ con lần đầu hái lượm, nô nức, hớn hở như bắt được vàng khi tìm được những trái cherry thật to, thật căng tròn và ngọt, ngon lành. Người lớn như thấy mình bé lại, như đang tham gia trò chơi tìm kho báu, cũng lom khom, cũng ngắm nhìn, cũng chọn lựa. Vì kho báu thì đầy ra trước mắt, nhưng phải tìm cho được trái chính của riêng mình. Kính thưa quý vị, Thủy Vân đang đứng bên cạnh một gia đình Việt Nam đang có mặt, vừa mới hái cherry xong. Gia đình của chị Jackie và anh Sean. How are you guys doing today? It's a beautiful day and you guys are here very early. Yeah, it's very nice. We had a great time here.
And where you guys come from? Oh, we're from Anaheim. Anaheim. So it's about 2 hours drive? Yes. And the cake was fine? Were you guys waking up early and all that? No, that's fine. They know we go cherry picking. So it seems like it's not your first time here. So how many years have you been coming here? 3 years. About 3 years. And it's going to be a little family tradition every cherry is June and July? Yeah. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Like it? Yeah. So how is Birion? How is it that what keep you guys coming back every single year? It's really nice because then we can get the kid outdoor and then they liked picking cherry. So they have a blast. So that's why we're coming back every single year. And it's actually fresh and the agriculture and the field in the farm orchard, right? Yeah, it's not looking at, you know, like trees with fruit. We don't usually get that where we are, especially our backyard. Okay, so I'll let you guys go back to your car. The kids are tired. Thank you so much for your time. Thank you, Auntie. Bye. Thank you. Bye. See you next year. Chiếc sổ đỏ dần đầy là thành quả hái lượm của gia đình ta, hứa hẹn một chặng đường về không còn dài đăng đẳng mà chứa chan những tiếng cười giòn tan quanh trái cherry ngọt lịm.